Hello tất cả em nha, và chào mừng em đã quay trở lại với video của mình. Mình là Tino đây, và chào mừng em đã quay trở lại với cái series mình chơi Pokemon TCG Online nha. Và tiếp tục là những cái dấu ám mình muốn gửi đến cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho anh em một bài về format Expedit, đó là bài về Vikavolt Potion nha. Và đến con nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, và chúng ta sẽ sử dụng một em Crobat V. Chúng ta bốc đủ số lá trên tay khi đặt từ tay xuống bên. Tabukoko, mỗi lần một lần, bảo thể đến 2 năng lượng từ giấy mộ và hai Pokemon điện đến hai năng lượng điện vào hai Pokemon ở bên nha. Và sau đó sẽ đặt em này vào vùng Lost Zone. Đấy. Đây sẽ là cách để chúng ta đến năng lượng nhanh với Vikavolt. Đấy, trong lượt đầu có thể đến đúng năng lượng và đánh luôn. Đấy, nếu là đi sau ấy, đi trước thì chắc chắn chúng ta sẽ có hai năng lượng. Đen thì bị crushing hơn các thứ thôi. Zubat thì khả năng của nó này là nếu Pokemon này không có ăn không có energy thì sẽ retreat free. Đấy. Đây là dạng Gobat thì khả năng của nó là khi bằng tiến hóa em này từ Zubat ấy thì không chỉ cần tiến hóa thành dạng này thôi là bạn sẽ đặt hai đam cao tử và một Pokemon của đối thủ. Còn dạng Crobat ấy thì cũng tương tự, khi tiến hóa thì đặt ba đam cao tử lên một Pokemon của đối thủ. Đây thì một Battle Confessor, chúng ta bỏ ba lá từ bộ bài xuống dưới mộ. Confessor Search bỏ hai lá lấy một lá từ bộ bài lên tay. Extra Power. Trong lượt Pokemon điện các bạn sẽ được tăng 30 sát thương nha. Sử dụng càng nhiều thì tăng càng nhiều. Fear Blower bỏ sân và tuôn của đối thủ đi. Hypnotic Laser. Pokemon active của đối thủ sẽ bị độc và tuôn bông su. Nếu như ở mặt ngửa thì Pokemon của đối thủ sẽ bị ngủ luôn. Đấy là hai hiệu ứng. Scope Net, chúng ta bắt những Pokemon thường lên lại tay. Ví dụ như là chúng ta có robot ở dưới sân đúng không? Chúng ta có bắt lên và chúng ta sẽ được lấy lại cả Basic và cả Stay 1 luôn. Cho đó chúng ta đặt lại tiếp tục sử dụng để mà put down của tờ tiếp. Này, Ultra Ball bỏ hai lên tay, lấy một là Pokemon từ bộ bài thêm lên tay. Vessel Seeker lấy một là Super Potter từ dây mộ thêm lên tay. Thunder Mountain, Pokemon điện các bạn khi tấn công sẽ được giảm một năng lượng hệ điện nha. Ví dụ như là Vikavolt, nếu tấn công thì cần một năng lượng để sử dụng movie đầu tiên, hai năng lượng cho movie thứ hai. Đấy. Cái sân này thì giúp cho chúng ta gây thêm hai đam độc nha, tức là bình thường độc sẽ là 10 thôi đúng không, mà có cái sân này thì sẽ thành 30 nha. Đấy. Là AZ lấy một Pokemon lên lại tay và bỏ tất cả những thứ đính từ Pokemon đó như là năng lượng và tuôn xuống dưới mộ. Collect xào bài của mình đi, bóc số lá tương ứng với Ben hai bên cộng lại nha. Kuzma bắt Pokemon đối Ben đối thủ đến active và mình cũng phải đổi Ben đến active, không có thì thôi. Kuzma Hala lấy một sân, chúng ta bỏ hai lá thì chúng ta sẽ được lấy thêm một tool và một năng lượng đặc biệt nữa. Tiếp theo là Karen, một cái giá xào tất cả Pokemon từ dưới mộ vào bộ bài luôn, dùng để chống lại Magmati, Meltry, vân vân. And xào bài hai người chơi, bốc số lá tương ứng với số Prime mà hai người chơi đó đang có nha. Professor Sycamore bỏ tất cả vào trên tay, bốc 7 lá. Fighting Furibel đến một Pokemon Basic, nó sẽ được tăng 40 máu và 10 dam nha. Speed Energy đến một Pokemon nó sẽ tính là một năng lượng điện, và nếu chúng ta đến một Pokemon hệ điện thì chúng ta sẽ được bốc thêm 2 lá, còn lại là 3 lá năng lượng hệ điện thôi. Bài này thì hơi ít năng lượng vì vậy mà cái tỷ lệ bốc trúng thì cũng khá là thấp, không có những thứ để tái tạo lại bộ bài. Đúng rồi, tái tạo vào bộ bài như là Audio Reroute chẳng hạn. Đây, suýt nữa cầm nhầm Vikavolt Standard và format Expand rồi. Rồi, và chúng ta sẽ cùng vào những trận đấu đầu tiên. Ok, đối thủ của chúng ta có vẻ như là hiện nước à. Thấy xử lý deadbox rất là xanh. Chúng ta đi trước đi. Mèo bóc rồi, mèo bóc rồi.
Phải làm vậy để bốc được nhiều bài thôi. Lên nhiều go bát vậy ta. Better Confessor rồi. Điền à, vậy thì tôi sẽ sử dụng chùm gì ta? Tôi sẽ bỏ gì xuống dưới mộ? Hello nha. Đối thủ đang phải suy nghĩ điều gì? Nghĩ lần sau sẽ bị lock item ư? Ừ, đối thủ cũng tính lock item mình lại à? Có cái sân. Nhưng mà không sử dụng chiêu như là Metri được. Chỉ có thể tìm trong một bài một lá Pokemon và thêm lên tay. Đối thủ sẽ lựa chọn gì? Grobat, Dene, Tapu tiến hóa nào. Hai đứa có thể vào đây. Đặt cái sân lên. AZ đi nhỉ. Rồi bắt lại. Bóc ba lá. Năng lượng vào. Mình cho có bay xít luôn. Lóc vào tầm thôi. Tôi sẽ bị khoai tầm và Cramorant này sẽ làm được gì? Sử dụng movie đầu tiên à và đi luôn. Nó được đặt cái sân mới rồi. Nó bị lock item rồi, rất là khó chịu. Teammate. Sẽ lấy gì đây, không retreat được, có thể sử dụng movie đầu tiên thôi của Cramorant, còn không thể đánh năng lượng vào mail. Nói chung là rất là khó. Cái tốc lượng thì mình sử dụng mà toang rồi bạn ơi. Mình scope net đi, đặt xuống lại. Mình có một năng lượng. Đen lắm thì mình vẫn có thể retreat bằng cách bỏ một năng lượng đi, nhưng không. Vì Zubat có ability mà, nếu không có năng lượng thì nó sẽ retreat free. Đấy. Trời ơi sao lên toàn gì gì đâu không vậy? Dene rồi. Bỏ rất kêu ship chơi các thứ luôn. Và đã có mèo. Đính hai năng lượng vào rồi. And oh my god, mình chỉ đính năng lượng vào. Seeker. Trời ơi. À, thật là buồn cho bạn. Chết bởi vì tầm này nữa rất là khó chịu luôn đúng không các bạn? Đấy.
Noris Mi phải không ta? Đọc đài mày. Ồ, ta lại thua rồi. Lại đi sau. Bạn cũng có thể quay là được. Winnet Roma. Jason chắc. Tôi bao Jason à. Không phải. Gọi hệ tâm linh. À, Creamy V Mắc. Ok, đến này thì mình cũng đã có làm trên kênh của mình rồi. Mình mới lock item được trong tên này, đối thủ sẽ không đến được Flostone. Coco là chắc cú nhất rồi này. Ăn đi, ăn đi. Nhưng cho đối thủ có nhiều bài đi chăng nữa thì mình cũng không sợ đâu. Không có vô nữa. À, mình đã thay Ultra Ball bằng Quick Ball rồi. Đánh cảm thấy nó bridge kinh khủng luôn. Vậy mà chơi Quick Ball cho nó nhanh. Và thêm cái một Dana nữa. Bad là Confessor. Chơi sử dụng tóc của cô rồi. Bây giờ xài cũng được không sao. Nó có tầm thôi. Đối thủ tiếp tục ngủ. Đấy. Vậy là sẽ đến năng lượng bằng Naganadel. Nhưng đối thủ bây giờ đang bị lock item. Đã có hai năng lượng. Malolana. Oh my god. Rồi bay lên lại. Ừ, Sycamore đi. Đây là 100. Tôi sẽ hit tonosit laser đi. Tiếp tục lock cái tầm thôi nhỉ. Liệu đối thủ sẽ làm gì đây? Nó có ba năng lượng. Nó có Naganadel. Cũng có năng lượng với mộ luôn. Ok. Công việc của mình thì chỉ là
AZ đúng không? AZ là ok rồi. Ba năng lượng của đối thủ đi hết rồi các bạn ạ. Sẽ bị lock item rất là khó chịu. Không nào mà chơi cách thoải mái được. Quick bond rồi. Đồ đen nè. Thế năng lượng vào Naga nó đéo. Chỉ đây cái 80 sát thương. Không phải là một ý hay. Cynthia rồi và sẽ có basic thôi, mình nghĩ là vậy. Mysterio Chaser. Bây giờ mình chỉ cần làm gì? Có một thứ search lấy một năng lượng là hết game. Trăm ba mươi. Đó rất là dễ dàng đối với chúng ta vì mình lock item mà. Tôi không sử dụng được item thì rất là khó chịu, không thể sử dụng Flashstone, Mysterio Chaser để mà có thể tiến hóa và knock out chúng ta. Đấy. Nói chung là chúng ta đã giảm đi sức mạnh của đối thủ tầm hơn một nửa đấy, hơn 50%. Cái số chat thì làm gì được cả ngoài việc bay lên mới xuống, bay lên mới xuống Malolana, Winnet Roma. Donnie Eo. Win được không đây? Win rồi, đi trước thôi. Nó đã thuộc đất gì ta? IDP à? Căng nhờ. Mình sẽ muốn sử dụng hai cái này trong lượt sau cơ. Đặt sân lên đối thủ là đặt cái sân lại chúng ta mất. Nếu mà may mắn thì chúng ta sẽ được tấn là mau tấn. Kết quan để lấy Jason. Khi mà đối thủ không có Double Dragon Energy, sử dụng Hop à. Rồi lỡ không có năng lượng rồng thì sao? Yeah, một năng lượng điện, một năng lượng thép. Cơ hội của chúng ta vẫn còn rất nhiều. Rồi bắt để bắt một lạ. Bene luôn. Hai mê rồi sau sự và một nó được thép mơ cũng không được ngửa luôn. Thôi thôi bạn ơi đừng có ngửa nữa, hiền thế. Anh để chúng ta nè,
có hai cái này đi. Anh đánh thì được 192 200. 200 mà phải cần thêm. Để xem nào, để xem nào. À, 203 rồi. Một extra power nữa là ok. Nhưng không ra. Mình sẽ lock item. Trời ơi, ngứa rồi. Đối thủ sẽ giết được. Vẫn chưa làm gì, có thể là không sử dụng được item nên đang bế tắc và đã sử dụng hop rồi. Đã có năng lượng nước, oh no. Nó sẽ giết được trong cái tên này. Tung số tiếp đi nào. Nghĩa này. Mình sẽ có mò thôi. Đẩy Jason lên luôn à. Đã đến năng lượng vào rồi. Money. Oh my god. Bà hai bên cũng đang rất là nhiều. Nếu nó mang đi rồi mình sẽ cái vòng kiếm được gì ngon ngon. Không có gì luôn. Rồi xong, thế này là toan rồi. Đây nè chăng. Một trận đấu đó mình rất là dễ dàng. Chắc có thể chỉ là một người mới chơi thôi vì vậy mà không có gì có nổi trội và bị mình lock item đến phát điên luôn. Và ok, video review về bài Vigoval Potion của mình đến đây kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy bài này như thế nào, hãy đừng quên để lại cho mình một comment nhé. Và nhớ like, subscribe, bấm chuông nhận thông báo những video mới nhất ra trên kênh hàng ngày nha. Và mình sẽ gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.